Đối với chị em chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, thì việc chăm sóc cho mình có một làn da đẹp là việc vô cùng quan trọng. Nhưng làm sao để tìm cho mình được một làn da đẹp là điều không phải ai cũng biết cách. Bạn có thể dùng qua rất nhiều dòng mỹ phẩm rồi, nhưng vẫn không có được một làn da ưng ý, thì có thể kem trang điểm Chi Cha Da Thái Lan, được xem là chân ái của các chị em hiện nay. Liệu kem Chi Cha Da có tốt không? Hãy cùng shop tìm câu trả lời cho dòng sản phẩm này nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Dạo qua các diễn đàn web Chatter cũng như những diễn đàn khác trên Facebook, bạn sẽ bắt gặp nhiều người hỏi kem Chi Cha Da này có tốt không? Vì được rất nhiều chị em tin dùng và sử dụng mua đi mua lại nhiều lần, nên shop bên mình có thể khẳng định là kem dưỡng Chi Cha Da này cực kỳ hiệu quả. Nó như một lớp kem nền trang điểm giúp cho da của bạn không cần phải trang điểm cầu kỳ nhiều lắm, không phải mất quá nhiều thời gian cho việc vẽ vời, trong khi thời gian của bạn là có hạn, hãy dành thời gian để nghỉ ngơi hoặc làm việc khác có ích hơn. Với khả năng lên tông một cách nhẹ nhàng và thanh thoát, da của bạn sáng mịn một cách tự nhiên mà vẫn đẹp như chuyên gia trang điểm cho bạn vậy. Bạn sẽ tự tin hơn nhiều khi mà mình không có khả năng trang điểm. Chỉ cần một lớp nhẹ kem Chi Cha Da thôi cũng đã giúp cho bạn rạng rỡ nổi bật trong các bữa tiệc lớn nhỏ. Ai mà làm nghề tiếp tân hay dân văn phòng thì khỏi nói, mỗi lần cần thay đổi diện mạo cho gương mặt thôi chỉ phớt lên lớp kem mỏng là thay đổi thần thái ngay. Bạn có thể tìm thấy thông tin kem Chi Cha Da trên khắp các diễn đàn. Người mua nhiều và ai cũng khen sản phẩm này nhiều lắm. Khách hàng bên shop mình thì mua lại thường xuyên, rồi còn giới thiệu cho nhiều người quen xài nữa, nên có thể khẳng định là kem Chi Cha Da rất tốt nhé. Kem trang điểm Chi Cha Da hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trang điểm Chi Cha Da hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.